Thưa quý vị, tôi là luật sư Lê Công Tâm và sau đây là chương trình đối diện vấn đề với dược sĩ Phạm Khiêm. Trân trọng kính chào quý khán thính giả và xin chào anh Phạm Khiêm. Vâng, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào luật sư Lê Công Tâm. Ngày hôm nay thì Tổng thống Joe Biden và bà Phó Tổng thống bà Kamala Harris đã tới thành phố Atlanta thuộc tiểu bang Georgia để viếng thăm tất cả những cái người thân nhân của nạn nhân trong cái vụ thảm sát tại ba cái tiệm đấm bóp, tức là massage ở tại cái khu vực này, mà đa số là người Nam Hàn làm việc ở trong đó. Tính cho tới bây giờ thì người ta đã biết hết tất cả những cái danh tính của tất cả những cái nạn nhân, 8 người nạn nhân. Trong cái số 8 người nạn nhân này thì có 6 người là người Á Châu và 2 người là 2 người Mỹ da trắng. 6 người Á Châu này phần lớn hầu hết là những người Nam Hàn, và tất cả những cái người này phụ nữ thì có cái số tuổi từ 51 tuổi trở lên cho đến gần 80 tuổi. Họ là những cái người nhân viên làm việc ở trong ba cái phòng tắm hơi này. Đây là một cái vụ thảm sát mà được đã tạo nên một cái sự công phẫn ở trong hàng ngũ tất cả những cái người dân Mỹ gốc Á Châu, không phải chỉ có riêng một cái sắc dân nào mà nói chung tất cả những người. Và cái cuộc thảm sát này xảy ra từ hôm thứ ba cho tới bây giờ thì có nhiều cái cuộc biểu tình đã được tổ chức cũng như là thắp nến tuần hành tại một vài thành phố lớn như Washington DC, San Francisco và ngay cả trên Los Angeles luôn. Ông Biden và bà Kamala Harris đã đến để mà quỹ lạo tất cả những cái thân nhân của các cái nạn nhân, và đồng thời ông cũng đã gặp một số các cái lãnh tụ lập pháp của tiểu bang Georgia ở tại thành phố Atlanta này. Thoạt đầu đó thì ngày hôm nay là cái ngày cuối tuần ông Biden dự trù là ông sẽ đến để mà tổ chức cái lễ ăn mừng chiến thắng của ông, và đặc biệt nhất là tiểu bang Georgia đã chiến thắng, đảng Dân Chủ đã chiến thắng hai cái ghế thượng nghị sĩ ở tại cái tiểu bang này, và nhờ cái chiến thắng của hai cái ghế thượng nghị sĩ thuộc đảng Dân Chủ đã đưa đảng Dân Chủ trở thành đảng đa số tại Thượng viện, mặc dù cái tỷ lệ nó vẫn ngang hàng với tất cả các cái thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa là 50-50, nhưng mà thêm cái lá phiếu của bà Kamala Harris thì đã khiến cho đảng Dân Chủ cũng nắm quyền tại Thượng viện. Thì trên cái đường đi lên, lúc lên máy bay thì như quý vị cũng đã thấy báo chí truyền hình đã quay, thì ông Biden cũng đã vấp ngã trên cái thang cầu thang bắt lên máy bay, và ông đã phải thăm môn, tức là ông đã bị hụt chân tới gần tới 3 lần thôi. Vâng, khi mà tôi coi cái cảnh mà ông Biden ông bị hụt chân vào mà té, nó có thể nguy hiểm khi mà té trên cầu thang đó, thì tôi tự nhiên tôi nổi giận. Cái việc tôi nổi giận là tôi nổi giận với những người thuộc đảng Dân Chủ đã gọi là đã đẩy ông già Biden vào cái thế mà bắt buộc ông phải ra làm tổng thống. Bởi vì với cái tuổi 70-80 tuổi mà không còn đủ cái lý trí nữa, và người yếu như thế thì đáng lý đảng không nên ép buộc ông để ông ra. Thành ra người ta có thể nói rằng ví dụ như là đối với trẻ con ấy, mà mình ép nó làm cái gì đó hoặc là đấy, thì gọi là child abuse. Đây mình có thể nói là elderly abuse. Bây giờ nói vô trong cái vấn đề mà cái việc mà những cái người Á Châu bị thảm sát ở tại Atlanta không. Đó thì từ trước tới giờ đó thì tất cả báo chí cũng như mỗi lần mà có những cái vấn đề mà gọi là gần như là xung đột hay là kỳ thị da màu hay là thiểu số thì đa số đều xảy ra đối với cái người da màu. Thành ra nó có cái phong trào gọi là BLM, nó phải không? Black Lives Matter. Nhưng mà bây giờ thì
cái vấn đề này nó lại trở thành một cái vấn đề tương đối khá lớn ở trong cái cộng đồng của người Mỹ gốc Á Châu. Ngày hôm nay thì ông Biden đã ra lệnh toàn thể những cái lá cờ trên các cái công sở của liên bang trên toàn nước Mỹ là phải treo cờ rủ. Và cũng có một vài nơi đó, cái việc mà một số người Việt Nam mình, nhất là các cái cụ cao niên, thì cũng bị hành hung. Lý do là vì cái vấn đề mà gọi là kỳ thị chủng tộc, tức là kể từ khi mà cái vụ mà có cúm, cái con virus cúm COVID-19 nó xảy ra mà mọi người đều gọi là cúm Vũ Hán, và Tổng thống Trump gọi là China virus. Thì ngày hôm nay mấy cái báo chí thiên tả mà nó chống ông Trump thì nói là lý do sở dĩ mà nó xảy ra cái chuyện đó là một phần là vì Tổng thống Trump đã gọi cái đó là China virus. Cái này đó mình phải nhìn thế này, này là đây nó là khi nó xảy ra dưới thời của ông Biden ấy, thì tất nhiên là ông Biden phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Và cái điều quan trọng nhất ấy, là luật pháp nó không nghiêm minh. Chứ còn nếu mà luật pháp nghiêm minh, những cái tên mà phá hoại chẳng hạn, như là những cái tụi BML đi đốt phá như tội của Việt Nam ở kia, tất cả những cái đó thì bây giờ ở những tổ khoa dân chủ đặt ra luật đàng hoàng, những cái tên đó là bị bắt ngay tức khắc đưa ra luật đàng hoàng, thì đâu có chuyện xảy ra. Thế nhưng để cho nó xảy ra thì cuối cùng cứ đổ thừa cho ông Trump là cái này là cả vũ lấp mừng em. Đấy là cái chuyện mà chúng ta không thể chấp nhận được. Còn cái lúc mà nó tụi BLM gọi là bọn lưu manh ấy, nó đốt phá những cái tiệm nail của Việt Nam, tại sao lại không có đặt vấn đề là do cho những người như là Á Châu, mà bây giờ thì bắt đầu để như thế. Bây giờ sang tới cái việc mà gọi cái cuộc khủng hoảng về vấn đề di dân lậu đó, thì ngày hôm nay thì sau khi mà chính quyền của ông Biden đã tặng cho chính quyền Mỹ Tây Cơ một số thuốc ngừa chủng, mà phần lớn nó là như tới 50 triệu liều thuốc ngừa chủng chế tạo do cái hãng AstraZeneca, và đồng thời chính quyền của ông Biden cũng đã kêu gọi cái sự giúp tay của chính quyền Mỹ Tây Cơ trong cái vấn đề mà ngăn chặn cái làn sóng nhập cư lậu vào trong nước Mỹ đi xuyên qua Mỹ Tây Cơ. Riêng cái trong cái tuần này không đó, thì cái số lượng mà trẻ em nhập cư lậu mà tới tại biên giới và hiện giờ bị giữ lại nó lên tới hàng ngàn người. Và anh biết rằng là khi cái tình trạng mà nhập cư lậu như vậy mà với cái trẻ em mà được đẩy vào xuyên qua biên giới thì nó xảy ra cái tình trạng có thể nói là vấn đề nô lệ tình dục, vấn đề trafficking, human trafficking, và nhiều cái vấn đề xã hội. Thì hiện tại khi mà ông Biden lên thì tất cả những cái người di dân lậu ở tại cái khu vực, đặc biệt là khu vực Trung Mỹ và Nam Mỹ ở phía miền Nam của nước Hoa Kỳ, thì họ nghĩ rằng là đây là một cái cơ hội bằng vàng mà ông Biden lên làm chính quyền thì ông sẽ có một cái chính sách cởi mở và ông sẽ không có trả người trở lại nếu mà bị cảnh sát biên giới bắt, họ sẽ không trả lại và họ giữ ở lại trong nước Mỹ, và đồng thời nó sẽ có được những cái trợ cấp xã hội cho những cái người đó. Thì cái phong trào nó bùng nổ đến cái mức độ mà ngay chính bây giờ những cái nhà lập pháp Hoa Kỳ, Đảng Cộng Hòa lẫn Dân Chủ đều phản đối cái chính sách di dân của ông Biden. Đến và ngày hôm qua thì ngay cả phát ngôn viên của tòa Bạch Ốc cũng đã thú nhận rằng là đây là một cái cuộc khủng hoảng. Đáng lý đó là phải ông Biden ấy, hay là những người thuộc Đảng Dân Chủ đó phải nhìn cái gương của Đức. Quý vị nhớ rằng khi mà bà Marco lúc đó bà bảo là nếu mà quý vị nào vào Đức ấy, thì Đức sẵn sàng chấp nhận. Thành ra cuối cùng là tội di dân từ nước Phi Châu, từ ở Phi Châu nó bò qua địa Trung Hải, rồi cuối cùng nó để vào Đức. Tất cả những quốc gia còn lại đâu cản được. Thì bây giờ ông Biden cũng như những thành phần Đảng Dân Chủ một cấp tiến ấy, bảo rằng bây giờ vào Mỹ thì sẵn sàng chấp nhận. Vì vậy nên
máy di cơ đâu cản được, bởi vì nó cứ việc nó bảo tôi đâu vào máy di cơ, tôi nhờ đất của anh đi qua để tôi vào máy di cơ, và chính đó là lý do mà ông Biden làm khó cho tụi cho dân Mexico và chính quyền Mexico. Tổng thống Donald Trump đã tạo nên cái điều kiện thoải mái, có nghĩa là khi những quý vị nào mà vào máy tay cơ đó, để vào Mỹ thì ở đó đã để lọc lựa, và máy tay cơ sẵn sàng lúc đó đem quân để ngăn chặn cái biên giới giữa Mỹ và miền Nam. Thì chuyện đó dễ dàng quá rồi, tại sao ông Biden ông ấy phá những cái sự thành tựu của Tổng thống Donald Trump để mà rồi cuối cùng bây giờ ông ấy tạo nên cái khó khăn cho Hoa Kỳ, nhằm mục đích là gì? Nhằm mục đích là trong tương lai Đảng Dân Chủ sẽ có thêm phiếu để mà đắc cử trong những kỳ bầu cử tới nữa. Đó là cái điều mà chúng ta có thể thấy ở cái thâm ý trong nằm ở chỗ đó. Nhưng mà ngày hôm nay thì cái dự luật về vấn đề di dân cho những cái người mà làm nông nghiệp thì Hạ viện vẫn chưa có thông qua được. Do đó chắc chắn hai cái dự luật, một cái dự luật cho những cái thành phần gọi là Dreamer, tức là những cái trẻ em mà trước đây nhập cư lậu đến nước Mỹ từ khoảng 1-2 tuổi, hay là có những người là vẫn còn là sơ sinh, có nghĩa là đi vào nước Mỹ dưới 19 tuổi, thì bây giờ những cái người này họ đã lớn lên, họ ở đây bao nhiêu năm rồi, thì Hạ viện đã thông qua cái dự luật đó, nhưng mà cái vấn đề đó nó còn phải được bàn cãi ở trên Thượng viện. Và từ trước tới đây bao nhiêu đời tổng thống rồi, cứ lên Thượng viện thì cái dự án, cái dự luật đó nó đã bị thất bại. Và ngày hôm nay thì cơ quan CDC, tức là cái cơ quan phòng dịch của chính quyền liên bang, đã công bố rằng là những cái lớp học của các em từ tiểu học cho đến bậc trung học và cho đến chưa tới đại học, thì các em nếu mà đi học trở lại ở tại các cái trường công thì cái khoảng cách gọi là xã hội, hay là cái khoảng cách ly mà luật định đó, thay vì 6 feet thì bây giờ 3 feet là cũng có thể được chấp nhận, nếu các cái học sinh trong cái lớp đó đeo khẩu trang. Trước đây thì CDC nói rằng là phải ngồi cách nhau 6 feet, thì có nhiều cái trường học họ không có đủ cái khoảng không gian để mà chứa được cái số lượng học sinh tương đối khá lớn để mà ngồi một cái khoảng cách như vậy. Thành ra họ làm theo cái lối là đi học remote, tức là ngồi ở nhà xong rồi thầy giáo dạy qua máy computer, tức là có cái Zoom hệ thống đó, nhưng mà khi mà thực hiện cái đó thì nó rất là tốn kém cho cái ngân sách của các cái trường học. Chúng ta biết một điều này, thưa quý vị, quý bà biết một điều này là ở North Carolina đó, thì 90.000 học sinh ở đó thì không có một học sinh nào mà bị nhiễm và truyền cho giáo chức cả, cho nên khi mà trường học được mở cửa đó thì quý vị cứ an tâm, không có sợ rằng con em mình sẽ bị nhiễm Covid rồi truyền về nhà, hoặc là truyền cho nhau. Và đó là cái điều mà chúng tôi mong muốn quý vị, khi mà quý vị thấy rằng CDC cho phép, và đồng thời chúng ta cũng biết thực tế nó không có vấn đề nguy hiểm cho các em, và đó là vấn đề an tâm. Và khi mà các em được đi học rồi đó, thì quý vị có thể đi làm được, bởi vì trước đây đó, quý vị để con em ở nhà thì sẽ phải bố hoặc mẹ phải ở nhà, tất nhiên là không có đi làm được. Và vì vậy cho nên cái tình trạng mà thất nghiệp nó sẽ gia tăng lên, bởi vì bố mẹ ở nhà thì cái người đó sẽ không đi làm được, và bây giờ thì con em đi học, tất nhiên là chúng ta có thể có được job mà tình trạng thất nghiệp sẽ giảm đi. Bây giờ trở sang cái vấn đề New York thì tất cả những cái vụ án mà nó liên quan tới vấn đề sách nhiễu tình dục của ông Cuomo thì càng ngày nó càng trở nên thành một cái đề tài mà ngay cả những cái tờ báo như tờ New York Times là tờ báo thiên tả, và tờ báo của cái tiểu bang New York đó, nó cũng bây giờ nó cũng đã dùng những cái tin tức mà do các cái nạn nhân càng ngày càng đứng ra để mà tố cáo. Ngày hôm nay đó thì lại
một cái người nhân viên hiện đang làm việc trong cái văn phòng của thống đốc, thì bà này cũng đứng ra lên tiếng tố cáo những cái hành vi và những cái lời nói có tính cách sách nhiễu tình dục của ông thống đốc. Chẳng hạn như ông này ông nói ra những cái câu mà có vẻ như là không có được thích hợp, và có tính cách như là nói gần nói bóng nói gió, và có tính cách như là tán tỉnh những cái người nhân viên đang làm việc với ông, mà làm việc mỗi ngày. Và họ cũng nói trong cái lời khai của họ với những cái nhà điều tra, thì họ nói là mỗi lần làm việc mà ngồi cạnh ông thống đốc Cuomo đó, thì ông cứ nhìn chồng chọc vào trong cái thân thể hay là cái quần áo của cái người phụ tá của ông, đến một cái mức độ mà người ta cảm thấy rất lấy làm khó chịu. Nhưng mà lý do người ta nói là hồi trước tới giờ người ta không có đi khai báo, thì người ta không biết là bây giờ phải đi nói khai báo với ai bây giờ. Thành ra bây giờ vì có những cái người mà không có phải là nhân viên trực tiếp, họ đứng ra họ tố cáo ông này, cho nên bây giờ thì những cái người này họ mạnh dạn họ ra họ tố cáo, và càng ngày nó càng nhiều. Đồng thời cơ quan FBI ngày hôm nay cũng cho biết là họ đang xúc tiến những cái công cuộc điều tra về cái việc làm, để biết là tại sao ông thống đốc Cuomo và những cái người phụ tá của ông đã che giấu cái việc cái con số người cao niên chết tại các cái viện dưỡng lão, hoặc là từ viện dưỡng lão được chở vào trong nhà thương và chết trong nhà thương, cái con số đó cao, nhưng mà tại sao thì cái con số đó được khai báo thấp hơn là cái con số thực tế. Cái vấn đề của Cuomo nó gồm có hai phần, cái phần gọi là sách nhiễu tình dục nếu có, và cái phần gọi là tội hình sự liên quan tới những người mà ở trong những cái khu vực nhà già mà chết ấy, thì nó liên quan, nó là phần thứ hai. Mà cái phần sách nhiễu tình dục đó, thì chúng ta thấy rằng cái này nó có vẻ như là nó rất là mơ hồ, bởi vì tất cả những người nào đã từng làm cho chính phủ Hoa Kỳ đó đều biết rõ rằng muốn khai báo về sự sách nhiễu tình dục nó phải có những cái, nó phải có những thủ tục nào, khi mình bị như thế, mình cảm thấy như thế, mình khai báo với ai và ai người là người làm chứng, rồi trong khi mình khai báo như thế ghi vào sổ sách như thế nào. Hoàn toàn tất cả những cái này là sau khi mà một người này tố cáo, người kia tố cáo, rồi bắt đầu nói rằng tôi nghe thấy thế này, tôi thấy thế này, tôi cảm thấy thế này. Tất cả những cái này đó, nó chỉ là những cái chuyện mà rủi bu thôi, nó không quan trọng bằng cái chuyện mà liên quan tới vấn đề hình sự. Đó là cái chuyện mà chúng tôi đã trình bày với quý vị nhiều lần rồi. Chuyện hình sự là cái gì, là tại sao mà ông Cuomo cùng với lại những người làm việc với ông dưới quyền ông ấy sẽ khai khống hoặc là giấu đi những cái người chết, rồi cái những việc đó, đó nó có liên quan tới cái những cái người, những cái nhà dự viện dưỡng lão không, và nó liên quan tới người mà về viện dưỡng lão chết như thế thì cái viện dưỡng lão sẽ được hưởng tiền như thế nào, rồi cuối cùng thì ông Cuomo sẽ có liên quan tới vấn đề tài chính đó hay không. Đồng thời ông Cuomo còn liên quan tới cái vấn đề lúc đó chúng ta gọi là order đồ hàng ở bên Trung Quốc về, cái chuyện đó có giấy tờ minh chứng hay không. Tất cả những cái này cơ quan FBI điều tra một cách thật là rõ ràng thì lúc đó chúng ta biết rõ, và đó mới chính là vấn đề nó liên quan tới vấn đề hình sự mà ông Cuomo sẽ phải trả lời trước pháp luật. Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi xin tạm ngưng chương trình đối diện vấn đề tại đây để chuyển sang phần bảo trợ của các công ty, và chúng tôi sẽ trở lại chương trình này với những đề tài khác.